sáng cả mọi người nha. Sáng hôm nay là ngày 16 tháng 12. Thì Sang đang có mặt ở bên nhà của nhóc Tuấn nha mọi người. Sáng hôm nay là một ngày rất là vui. Là nhà của Tuấn hôm nay sẽ tháo dỡ cái căn nhà cũ này đi, để một vài ngày tới sẽ chuẩn bị xây cái căn nhà mới lên nha mọi người. Nhiều người hỏi Sang là sao từ cái bữa mà Sang ghé nhà Tuấn, nói là xây nhà cho Tuấn mà lâu quá không thấy quay lên. Thì như vậy, một căn nhà mình ở một thời gian rất là dài thì nó cũng có rất là nhiều kỷ niệm mọi người. Nên khi mà mình tháo dỡ, mặc dù nó xấu hay nó đẹp hay là nó nhà cũ hay nhà mới gì đó, thì mình cũng phải lựa được những cái ngày mà nó đẹp thì mình mới tháo dỡ xuống. Và lại đây là một cái căn nhà, là căn nhà mà ông nội của Tuấn đã dựng lên đó mọi người. Nên cũng để cho những cái kỷ niệm. Thôi thì hôm nay thì cũng lựa được ngày đẹp rồi, nên cũng có nhờ thêm một vài chú nữa, rồi với ba của Tuấn nữa. Hôm nay Sang sẽ qua bên đây để phụ tháo dỡ căn nhà này xuống. Rồi thì nó cũng cũ quá rồi, nên cái việc tháo dỡ theo như Sang nghĩ thì cũng không quá lâu ha. Dựng lên thì lâu thôi, nhưng mà tháo thì chắc khoảng tầm nửa ngày tới trưa là xong. Trưa nay khi mà tháo xong thì xe vật liệu sẽ chở vào luôn, tranh thủ xây khoảng tầm một thời gian ngắn thôi, cho xong, cho nhà Tuấn sẽ hoàn thành trước Tết nha. Mé trước đây thì còn có cây, còn mé sau đây là cái bạt thôi, cái bạt thì tháo nhanh. Chắc cái này con nghĩ là đem hết đồ ra quá chú, chứ không nó đè mình. Đồ ở trong quá. Dạ. Sáng nay có hai chú cháu thôi mọi người, còn Tuấn thì xuống dưới kia rồi, một xíu nữa Tuấn mới lên. Giờ thì phải gom hết đồ đạc ở trong nhà ra hết đã. Bây giờ thì mấy chú cháu của Sang sẽ bắt đầu là tháo dỡ cái căn nhà này xuống nha mọi người. Tuấn sẽ gom hết đồ ở phía trong nhà ra để tháo xuống, chất hết cái ván một bên. Xíu nữa thì người ta sẽ chở cái gạch đá vật liệu vào trong đây. Nhà này thì tháo cũng nhanh thôi mọi người. Nãy giờ mới tháo chút xíu đã tháo được phía trước rồi nè. Chắc không sập nổi đâu. Chắc không sập nổi đâu, coi vậy cứng lắm. Đồ đạc ở trong nhà Tuấn thì cũng không có gì nhiều mọi người. Có một ít chén dĩa đây nè. Với là một ít mền mùng thôi, đem ra hết phía sau ha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu là tháo dỡ cái căn nhà này. Đây là phía trong nhà ha, đã gom hết đồ ra rồi. Bây giờ thì sẽ tháo hết ván này ra. Cái ván nào còn xài được thì mình sẽ chất vào bên, còn cái nào mà mục quá thì sẽ đạp cho nó ngã luôn nha mọi người. Tuấn thì đang tháo cái bàn thờ phía trước ra này. Cái phần đất phía bên đây của nhà Tuấn nè mọi người là được 5m. Xác định là sẽ xây cái nhà khoảng 4m9 nha. Chứ 5m mình xây hết 5m ấy, thì nó sẽ rất là chật, với lại là không có đủ chỗ để làm cái mái tôn ra đó. Nên mình xây khoảng 4m9 thôi. Nhưng mà có cái là ở những cái hàng ranh đây nè, nó có mấy cái cây. Cái cây này nếu mà mình để như thế này nè, mình làm móng nhà xuống á, sau này cái cây này nó lớn lên nó sẽ vỡ cái móng nhà mình. Nên cũng nhờ hàng xóm xung quanh nhà Tuấn này, ba của nhóc Minh á, là xin phép là chặt hai cái cây này bỏ đi, với lại mấy cái cây ở phía bên kia kìa mình sẽ cắt bỏ hết nha mọi người, để mình làm móng nhà mình ở được lâu, chứ không là nó sẽ giống như cái cục kia mọi người. Cái cây nó lớn lên đó, là cái nền nhà nó sẽ vỡ ra hết. Nhà của Tuấn thì giáp ranh với nhà của Minh nha. Nhà của Minh với một cái nhà bên kia nữa. Nên những cái cây nào mà hàng ranh thì mình phải cắt bỏ. Sao? Cái nhà của Tuấn á mọi người, tháo dỡ nãy giờ thì cũng đã sắp xong rồi nha. Giờ thì gom mấy cây bỏ qua kia nó là xong. Còn ở đây á, thì xe cát cũng đã chở vào rồi nè.
Tại vì dự định của Sang á, là sẽ cố gắng xây cho Tuấn trước Tết, xong trước Tết để Tuấn có nhà ăn Tết á, nên tranh thủ luôn. Từ cái ngày mà nhà Tuấn tháo dỡ ra mọi người, thì ngày hôm nay nhà của em đã đặt những cái viên gạch đầu tiên, cũng như là đã xây dựng xong những cái bức tường và hình thành cái hình dáng của căn nhà rồi nha. Nên nhà của em rất là vui, vui vì Tết năm nay sẽ có căn nhà mới để mà đón Tết cho bằng bạn bằng bè. Theo như kế hoạch thì sáng hôm nay sẽ qua nhà Tuấn để mà quay cho mọi người xem về cái hình dạng căn nhà Tuấn nè, cũng như là Sang phải trả cái số tiền một nửa cho cái bác thợ xây để người ta lấy vật liệu, lấy gạch này kia về để chuẩn bị lót tường cũng như là lót nền cho Tuấn ha. Nên giờ thì Sang sẽ đi qua nhà Tuấn cảnh này, nhưng mà sau một tuần thì mọi người đã thấy thay đổi rất là nhiều rồi ha. Nhà của Tuấn tới ngày hôm nay thì cũng đã xây xong cái phần khung nha mọi người, nhưng mà chưa có tô cũng như là chưa có làm cái phần hiên phía trước, tại vì chưa kịp á. Tuấn thấy vui không Tuấn? Dạ vui. Giờ dắt anh vô trong nhà để mà tham quan nhà nha. Dạ. Tại vì ngày hôm nay thì anh tới nhà Tuấn á, để mà trả tiền cho chú thợ xây á, nên sẵn tiện này thăm nhà Tuấn luôn. Đi vô thăm nhà Tuấn. Ôi, đặt ở ngoài nha. Đây. Nhà của Tuấn thì như thế này nha mọi người, chưa ra hình dạng lắm tại vì cái hiên phía trước thì chưa làm á, nên sao cũng không biết như thế nào. Bên đây là cửa này, cửa sổ, còn bên đây là cửa chính. Bên đây thì mấy chú cũng đang xây đây. Nhìn phía trong thì cũng rộng. Đây, anh đi vô phía trong. Phía trong này là mấy bên đây là xây nhà bếp hả Tuấn? Cái khu bên đây thì để làm nhà bếp, nhưng mà để trống làm nhà bếp. Còn bên đây là phòng của Tuấn đúng không? Làm một phòng thôi mọi người, tại vì cái số tiền nó không nhiều nên cũng không xây nhiều phòng được. Bên đây là phòng Tuấn này. Còn bên đây là chỗ nấu nướng đồ ăn, nhà bếp. Còn mé đây là mé sau. Nói chung là nhà Tuấn. Ôi, cái móng cao chưa? Nhà Tuấn thì cũng làm như vậy thôi mọi người. Với số tiền đó, nhưng mà Sang cũng cố gắng là nói với chú thợ xây là làm cho nhà nó kiên cố một chút. Sau này Tuấn có tiền thì Tuấn sẽ sửa lại sao, giống như là phải đổ móng này cũng như phải đổ phía trên cho nó cứng cáp, tại vì cho Sang gió có hơi nhiều. Cửa phía sau cũng chưa có làm xong luôn. Cái này thì chắc khoảng 20 ngày nữa là xong. Giới thiệu mọi người, đây là chú Hà. Chú đã giúp cho Sang xây sửa cái nhà của Quỳnh này, cũng như là nhà của Sâu đó. Thì hôm nay là tới nhà của Tuấn. Thì bữa hổm là con đưa chú trước 20 triệu để lấy vật liệu ha. Nay thì con đưa tiếp chú ở đây 30 triệu. Tổng kinh phí của cái căn nhà này á, là khoảng tầm 100 triệu nha mọi người. Thì trong 100 đó hoặc là hơn 100 chút thì chú làm được cái gì thì chú làm. Chú hình cái phía trước đây có xây không chú? Cái hiên này nè, mình cái làm cái hiên này mình làm cái hiên 2,5 m. À 2,5 m. 3 m. À tôi làm cái vòm bằng sắt. Tại Sang từ cái bữa mà tháo ra thì Sang không có ở đây nên cũng không biết là cái nó như thế nào á. Cái này là dài bao nhiêu chú? Dài tổng hết là 13,5 m. À
ngang là 5 mét hả? Ngang 49. 49. À, Sang thì không rành đâu nha mọi người, nên cứ giao lại cho chú thôi. Chú trong khoảng đó là chú làm được những gì chú làm. Còn con đưa 50 triệu, còn 50 triệu còn lại là khi nào mà tới xây xong ha, con gửi tiếp ha. Cái phòng khách trong đây là mấy mét chú? Ngang 34 mét 7. 7. Sau vô là 48, 49 gì 48. Chú? Còn phòng phía trong đây là 3 mét hả chú? Phòng ngủ đây là 3 mét hả? 3 mét. Còn mép bên đây là cái đường đi. Là 1 mét mấy là dạ dạ 1 mét mấy là đi lại thoải mái rồi. Còn cái nhà bếp này là nó rộng rãi luôn mọi người. Phía bên kia là có thể là để chỗ đặt bếp ga chỗ nấu ăn. Còn cái nhà của Tuấn thì đặc biệt là sẽ không có xây nhà tắm nhà vệ sinh nha. Tại vì trong cái kinh phí đó thì không có đủ mọi người. Nếu mà giờ mà làm nhà tắm nhà vệ sinh thì cũng phải 20 mấy triệu. Thì trong số tiền của Sang thì 20 mấy triệu mà xây nhà tắm vệ sinh thì căn nhà chính thì không đủ. Nên khi nào mà Tuấn có tiền thì cái chỗ trống đây nè sẽ để cho Tuấn xây nhà tắm nhà vệ sinh sau. Cái đó là khi nào Tuấn có tiền ha. Còn tạm thời thì xây như vậy. Phía trong nhà thì Sang xem qua một lần thì nói chung cũng rộng, tại vì nhà Tuấn thì có hai cha con thì ở thoải mái với mọi người, cũng không có quá chật đâu. Giờ thì cái này chuẩn bị lập tôn chưa chú? Chắc 3 ngày nữa. 3 ngày nữa lập tôn. 3 ngày nữa lập tôn. Khoảng 20 ngày nữa xong không? 20 ngày nữa xong. 20 ngày nữa. 20 ngày nữa thì Sang sẽ qua quay tiếp cho mọi người xem khi mà căn nhà hoàn thiện nha. Còn giờ thì để lại công việc cho mấy chú làm thôi. Sáng hôm nay thì Sang có một cái tin rất là vui mọi người. Nhà của Tuấn sau hơn một tháng rưỡi thi công á, đến nay nhà của em cũng đã hoàn thành rồi nha. Nên sáng hôm nay thì Sang đang qua nhà Tuấn. Đầu tiên là bàn giao cái căn nhà này lại cho gia đình em. Và thứ hai là Sang sẽ thanh toán số tiền cho chú thợ xây. Để cho mọi người biết được dựng căn nhà cho Tuấn lên thì chi phí hết bao nhiêu này. Và thứ ba là một cái điều rất là quan trọng là cách đây hơn một tháng trước Sang có đăng một cái bài viết lên trên cá nhân, trang cá nhân của Sang á, là Sang không có nhận những cái tiền quyên góp từ cô chú, mà thay vì nhận tiền á thì Sang muốn nhận những cái phần quà, những cái vật dụng mà gia đình cô chú không xài tới á, thì gửi cho em Tuấn để em Tuấn có thể là sử dụng trong căn nhà mới đó. Thì sau bài viết đó là rất may mắn là có 5 phần quà của 5 cô chú đã gửi đến cho em. Nên hôm nay thì Sang sẽ mang những cái phần quà đó qua bên nhà Tuấn này, cũng như là khui quà cùng với em chia sẻ niềm vui này ha. Nhà của Tuấn rồi nha mọi người. Mọi người xem cũng là cái khung cảnh này, nhưng mà sau một tháng đã thay đổi đi rất là nhiều rồi ha. Mọi người còn nhớ phía trước đây không? Cái chỗ mà Sang với mấy đứa ngồi để mà ăn trưa cùng với Tuấn á, lúc mà thăm nhà Tuấn á, thì đã có một cái hiên mới, một cái sàn gạch mới rồi, cũng như phía sau đây á, là một căn nhà đã hoàn thiện rồi nha. Nay thì nhìn cái cảnh này thì Sang cũng rất là vui rồi mọi người. Thôi giờ mấy đứa đặt hết đồ xuống đây đi, đặt qua đây đi, lát mình sẽ khui sau. Đây là những cái phần quà mà Sang có đăng cái bài viết lên á, thì cũng có mấy cô chú gửi cho đến cho Tuấn, thì nhờ mấy đứa nó bưng. Có nhà mới rồi, vui không Tuấn? Dạ vui. Giờ thì dắt anh vào phía trong nhà nha. Dạ. Tại vì nhà thì cũng đã hoàn thiện mọi người. Giờ Tuấn sẽ dắt Sang với mấy đứa vào phía trong nhà để tham quan nhà Tuấn, để xem trong nhà Tuấn có gì nha mọi người. Rồi, đây là phía trước cửa nhà Tuấn ha. Ở đây thì mở cửa ra đi Tuấn ơi, mở cửa sổ ra đi Tuấn. Phía trước nhà Tuấn thì là một cái hiên cho có chỗ ngồi này. Còn phía trong nhà, đi vô mấy đứa, vô nhà. Đây là phía trong nhà của Tuấn nha mọi người.
Nhà này thì mới xây xong hôm qua, mới làm xong hôm qua mọi người, nên gần như là trong đây là sẽ không có cái gì đâu. Nhưng mà rất là rộng luôn ha, mấy đứa vô đi. Ồ, nhìn phía trước đây rộng quá ta. Nhìn bên hông đây mọi người thì thấy nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà phía trước đây thì mọi người thấy là rất là rộng luôn. Đây là cái phòng khách. Phía sau đó là gì? Phía sau đây là cái phòng của Tấn hả? Tấn, đây là phòng ngủ đó mọi người. Tấn vô đứng thử cái Tấn coi rộng không? Ê, rộng quá. Đặt một cái giường mà dư sức luôn, dài từ đây qua bên kia. Mới đầu mấy chú xây sợ nhỏ, nhưng mà cuối cùng xây lên thì thấy rất rất là rộng luôn mọi người. Còn phía sau đây là nhà bếp nè, mở cửa ra được không? Chỗ này đặt cái bếp ga nấu nướng đồ ăn cũng được ha. Từ bên đây là thấy nhà của Minh bên đây. Cái chỗ này là có thể nấu nướng đồ ăn bên đây được nè. Phía sau đây có làm cái hiên lên chưa? Cửa làm cửa này à? Do là ở đây nhiều con nít quá mọi người, làm cái cửa kiến á, thì sợ nó vỡ mất, nên thôi sang nói là làm cái cửa tôn này nè cho nó bền một chút, sau này mà Tấn có muốn làm lại thì làm. Đây, đóng rồi. Tấn thì cũng đã xong rồi nha mọi người, nhưng mà thiếu sót một số điều mà sang chưa làm được. Đầu tiên á, là thường thì sửa nhà cho mấy đứa, sang sẽ cố gắng là lót cái phần gạch bông lên tầm này, với lại là phần gạch bông cái mặt trước căn nhà cho nó đẹp, nó sạch sẽ này. Với lại thứ hai á, là sang sẽ, thứ ba là sang sẽ lót cái la phong phía trên cho nhà nó mát mẻ. Nhưng mà anh chưa làm được nha Tấn. Tại vì xây dựng cái nhà của Tấn lên á, nó cũng cái khoản kinh phí rất là cao rồi, nên thêm cái phần lót gạch trong nhà này, lót gạch tường, lót gạch mặt trước với la phong thì sẽ phát sinh lên rất là cao, với là nhà vệ sinh nữa ha. Nên cái đó thì sau này khi nào mà Tấn làm có tiền, hoặc là khi nào anh có tiền thì anh sẽ cố gắng là giúp cho Tấn cho xong nha. Còn vẫn thiếu điện đúng không? Điện thì Tấn đã kéo xong rồi mọi người, nhưng mà chỉ có bây giờ điện thì có ngoài đây rồi nè, dây điện có rồi nè, nhưng mà bị một cái là chưa có ổ điện với chưa có bóng đèn. Cái này thì mấy bữa nữa anh sẽ mắc sao nha, hoặc là Tấn mắc không được. Kêu ba mắt cũng được. Thì cái này là đơn giản, nói chung là nhà cũng xong hết rồi, đơn giản vậy thôi. Anh với mấy đứa tới đây để phụ Tấn dọn dẹp nhà nha, rửa sạch sẽ nhà, cũng như là dọn đồ đạc vào phía trong nhà nha. Có giường, cái đồ này anh với mấy đứa sẽ phụ bưng vào. Với lại là anh cũng có một số phần quà nhỏ nhỏ để gửi tới gia đình Tấn nè. Anh thì cũng không có quá nhiều đâu, có cái gì thì anh tặng cái đó nha. Rồi mấy đứa ơi, lại sau đây phụ dọn dẹp nhà cửa với Tấn đi. Kéo ống nước đi Tấn, kéo ống nước đi rồi mình lau hết nhà cửa. Lau sạch sẽ nhà cửa phụ Tấn. Rồi rảnh mình làm bữa tiệc tân gia, ăn uống chứ. Để kia lại để nó xịt lên tường. Do nhà Tấn là nhà mới mọi người, nên ở phía trong đây xi măng rồi rất là nhiều. Nên giờ sang với mấy đứa sẽ xịt nước nhà Tấn ha. Xong rồi mấy anh em mình phụ Tấn lau dọn nhà nha. Ơi, sang có chai nước rửa chén này, xịt lên nhà cho mấy đứa nó lau. Rồi cha ra đi. Cái này hồi trường Martin luôn. Lùa ra đi. Xíu này là... thì sang chạy xe ra ngoài mua được ở đây một ít đồ vật liệu, vật dụng trong gia đình để mà cho Tấn nha. Cái này là có một chú mua măng của chị Mai á, thì chú đó gửi cho Tấn ha. Thì sang ra mua giùm, là ở đây là mua cho Tấn một cái bếp ga này, một cái bếp ga, một bộ bàn, một cái bàn nhỏ, cái gì đây, son, nồi, dầu ăn. Tổng là 3.950.000 nha Tấn. Rồi còn 1.000.000 nữa là để mắc điện nha. Bóng đèn, cái bóng đèn dây điện này kia thì anh mua sao cho nha. Nói chung là cũng khoảng 5.000.000 ha. Một cái bàn tròn để uống nước nha Tấn, để cho ba uống nước này.
ghế để ngồi nè, bàn nhỏ để bếp ga, một cái bếp ga, bình ga đổ rồi nha Tấn. Bên kia là bếp ga để nấu nè, rồi dầu ăn, son nồi chén bát, rồi đồ đạc kia. Rồi bưng vô nè, giờ thì mấy đứa phụ Tấn bưng vô trong đi. Em vô phía trước nhà đi, để phía trước nhà nha mấy đứa. Ui, coi chừng bể Tấn ơi. Nhà Tấn là có giường rồi đúng không? Nên anh khỏi mua giường. Tại vì nhà Tấn có cái giường gỗ đẹp đẹp phía sau mọi người. Cái này thì Tấn đem vô, để đây mấy đứa. Rồi để xuống đây. Để hồi mình khui mình phụ Tấn lắp luôn. Ui nhẹ nhẹ Tấn à. Rồi dảnh bưng mấy cái kia vô đi cơ. Rồi mở mở cái bàn ra đi, đem cái bàn vô đây nè. Minh Minh, rồi đem cái bàn vô đây đi. Cái bàn này là để phía trước để cho Tấn uống nước nha, để ra bàn đây đi. Đó. Rồi bàn mới luôn nha. Rồi canh bàn đó. Đó, cho Tấn một cái bàn để uống nước trà nha Tấn. Rồi, để đây. Từ đây là mấy cái ghế xung quanh nè mấy đứa. Từ đây là có thể là nhìn ra cửa sổ được nè. Rồi rinh cái bàn bếp ga vô đi. Đây anh rinh nha. Ui, văng, phụ nha. Phụ nha. Em phía sau nhà bếp. Đi đi đi. Đây, ba Tướng thì cũng đang dọn dẹp cái chén mình. Nấu bên đây đi ha, nấu bên cửa sổ đi cho nó đỡ hôi. Tháo cái bọc ra đi. Để bếp ga xuống, để bếp ga xuống. Tháo cái này ra đi vậy. Cưng ơi, kéo con cắt này ra đi. Rồi, lấy bếp ga ra. Còn mới luôn nha Tân. Rồi, bưng cái này để lên trên kia đi vậy. Ồ, cái bàn này nhỏ quá. Rồi bưng lên đi, bưng lên. Rồi nấu nướng bằng bếp ga cho nó sạch sẽ nha. Cái này thì ở đây là cho Tấn một cái nồi, hai cái nồi hả? Đặt lên trên cái giá chén của Tấn đi. Tấn thì có giá chén rồi nên sẽ khỏi mua. Ô, có bột ngọt ha. Rồi một cái chảo, để chảo lên nó luôn rồi nè. Giờ là xong cái phần bếp của Tấn nha. Ở trên còn mấy mắm muối bột ngọt dầu ăn nữa mọi người. Giờ thì anh đã đưa cho Tấn cái bếp ga với bàn ghế rồi nha. Còn đây là 5 phần quà rất là đặc biệt của mấy cô chú dành tặng cho Tấn vì yêu thương Tấn nha. Nói thật với mọi người, khi mà sang đăng cái bài viết lên á, có rất nhiều người gọi điện để mà tặng quà cho Tấn. Nhưng mà không có thấy đến mọi người, dạng như là shipper chưa gửi đến hay sao thì sẽ không biết. Nếu mà mấy bữa nữa quà nó đến á thì sẽ đem qua cho Tấn sau nha. Còn ở đây thì sang nhận trước được có 5 phần quà này thôi, thì 5 phần quà này bây giờ sang với Tấn sẽ khui ra để xem phía trong nó có cái gì và gửi cho Tấn nha mọi người. Đây là phần quà đầu tiên, nhỏ nhất đi ha. Đây là của để chữ người gửi là Ngân Định, này không biết là cô Ngân Định hay là chú Ngân Định, ở Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha, dành tặng cho Tuấn. Thì bây giờ mình sẽ khui nha. Khui quà. Rồi, bếp ga lò âm. Nồi cơm điện nha mọi người. Đây là một cái nồi cơm điện rất là mới luôn, còn mới luôn, rất là đẹp luôn. Rồi dây điện đây, đây mọi người, đây là cái nồi cơm điện nha. Nhà Tuấn thì có ba Tuấn với Tuấn với lại một đứa em nhỏ thôi, nhưng như cái nồi cơm điện như đây là đủ nấu rồi. Nhà nồi cơm của Tuấn cũng cũ rồi đúng không? Cái này thì quá mới luôn, còn mới can xe ben luôn. Rồi một cái. Rồi tặng cho Tuấn nha. Rồi cái thứ hai, cái nhỏ nhỏ trước luôn rồi. Cái thứ hai là cái đây là cái phần quà thứ hai nha mọi người, không để người gửi, cũng không để địa chỉ luôn, sao không biết là ai gửi đây. Bây giờ sang cui ra nha. Không biết là ai gửi nhưng mà sang gửi lời cảm ơn nha. Wow. Phía trong đây á là dĩa này, dĩa mới nè mọi người, một cái dĩa mới rồi tặng cho Tấn nha. Muỗng giá muỗng cơm với lại là muỗng canh.
đó là chu đáo, dễ lau, dễ khăn lau bếp. Hết rồi. Một cái rổ, hai cái thao để cho Tính có thể là đựng đồ ăn cho Tính. Rồi bỏ này qua một bên. Cái còn cái nào nữa không? Đưa ra đây cho. Cái tiếp theo, nồi cơm điện nha mọi người. Để xem 10 rưỡi đó. Người gửi Hạnh Nguyễn, chắc là cô, cảm ơn. Cái này là cô Hạnh Nguyễn, là chú không để cô chú lên sang cũng quên mất. Hạnh Nguyễn nha, thì con cảm ơn nha. Giờ con sẽ khui. Wow, ở đây là được một cái nồi cơm nữa mọi người ơi, thêm một cái nồi cơm nữa, nhưng mà cái nồi cơm này nó to hơn. Oh, rất là đẹp luôn. Bây giờ nha Tính, cái kia Tính thì được hai cái nồi cơm đúng không? Có nón nữa nè, tặng Tính một cái nón, hai cái nón. Cái nồi cơm này nè Tính sử dụng trước ha, còn cái nồi cơm kia thì sử dụng sau. Khi nào mà cái nồi cơm này nó hư thì mới sử dụng cái kia nha, chứ không có lãng phí nha. Rồi tặng Tính nè. Người gửi là Minh Nghĩa, chắc là chú Minh Nghĩa. Sang cảm ơn con, cảm ơn chú nha. Không biết anh là ấy, tên còn trẻ, ta nghĩ là anh. Ở phía trong đây thì đây khu nha. Mấy đứa dịnh như vậy cho anh đây để anh lấy nè, rồi dịnh ngay như vậy nha. Wow, nhiều lắm. Một cái quạt trồng, cánh quạt này nè, một cái quạt trồng này, một cái này là quạt treo tường, hai cái. Đây, thêm một cái quạt treo tường nữa, cái này là treo trong phòng như Tuấn để quạt cho mát nha. Ba cái quạt một lúc luôn mọi người ơi. Đây là cánh quạt với nắp quạt này, một lúc nữa thì Tuấn sẽ lắp như sau nha. Tự lắp luôn nha. Còn phía dưới đây nữa nè. Phía dưới đây là cái gì đây? Cái cưa, một cái cưa xếp, một cái rìu sinh tồn. Phần quà thứ năm, phần quà này rất là nặng luôn, sao không biết là cái gì ở trong đây. Đâu mình gửi đó ta. Không có người gửi ta đó. Thấy không? Rồi, giờ thì mình vui chứ cái phần quà này ra. Cái gì trước. Mình mua được rồi. Thầy cầm nào ngoài ra. Ôi chú để cái muỗng đó. Ở đây thì là một bộ chén mọi người, một cái tô. Rồi chẳng cầm ra để nó bể nè. Bốn cái chén với lại đũa, muỗng inox luôn. Rồi một phần đầu tiên. Để tính ra được 6 phần đúng không? Tại vì dưới đây còn một thùng nữa. Đây mọi người. Ôi bể rồi. Đây mọi người, đây là cái phần quà thứ hai. Ở đây là một cái bình nước thủy tinh, một cái ấm. Nha, cái ly rồi, cái ly này bị bể rồi mọi người, cầm ra bỏ ngoài để lấy chung. Ở đây là 6 cái ly. Biết là ui, quá đã luôn. 6 cái chén rất là đẹp luôn mọi người. Cắm. Ở đây thêm 6 cái chén nữa mọi người. Rồi, cái này là cái gì đây? Bộ ly 6 cái nữa mọi người. Bộ ly rất là đẹp, bộ ly thủy tinh nha. Cái này là đồ thủy tinh rất là dễ vỡ nha Tấn. Cô chú đã gửi cho Tấn rồi nên cố gắng là giữ gìn nha, xài không có vỡ nha. Tại vì đồ thủy tinh này rất mắc tiền nha, chứ không phải là nó rẻ đâu. Cái này mua từ shop Thái Công á. Dạ, cô chú đã gửi tặng cho Tấn nha Tấn. Cái này thì anh bàn giao lại cho Cưng nha. Thì nhận đồ xong rồi Tấn có thấy vui không? Dạ vui. Con muốn nói gì với cô chú không? Con cảm ơn cô chú đã tặng phần quà này cho con. Nhớ là sử dụng đừng làm bể vỡ nha, phụ lòng cô chú nha. Rồi giờ mấy đứa phụ Tấn là đem lại phía sau đi.
đeo lại phía sau để ướp lên sóng chén đi. Coi chừng bể nha mấy đứa, đồ dễ vỡ không à. Rồi, đi 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 đi. Đeo đeo lại phía sau đi. Rồi để lên sóng chén cho Tuấn. Là thăm nhà Tuấn, sau một cái khoảng thời gian xây dựng thì cũng đã xong, với lại là trao một số phần quà cho Tuấn. Giờ thì tới phần cuối cùng là Sang sẽ trả tiền nhà cho Tuấn nha mọi người. Dự định ban đầu của Sang là Sang nói với chú Hà là làm cho Sang cái nhà khoảng tầm 100 thôi, nhưng mà nói thật với mọi người thì cũng phát sinh thêm nhiều thứ nên tổng là khoảng bao nhiêu chú? 115 hả? Là bao gồm là toàn bộ ha? Toàn bộ hết. Là phần nào chú có thể là nói cho mọi người dễ hiểu hơn không? Chung là từ phần làm móng. Làm móng. Rồi đổ đất vô, rồi tiền gạch, tiền xi, rồi các vật liệu nói chứ trong căn nhà. Dạ. Tại vì khi mà làm cái nhà này nè, nói thật với mọi người là tất cả là Sang phải thuê chú Hà hết. Từ cái việc là mua đất để đổ vào, làm móng cho căn nhà này, thuê người múc đất đổ vào, là toàn bộ là phải thuê hết chứ không có không có cái gì mà không thuê nha mọi người. Rồi sắt, cửa sắt, nói chung là mới hết chứ không có gì là cũ hết, nên 100 triệu thì không làm được ha chú. 100 triệu là không làm được, nên phải là 115 triệu thì tiền công này kia cũng rất là mắc. Còn nhà tắm, nhà vệ sinh rồi các thứ này kia nếu mà làm nữa thì khoảng bao nhiêu nữa? Chắc nếu vài chục theo, nếu mà làm tương đối nó nằm dạng cỡ 15 đến 20 nè. 15, 20 rồi lót, la phong này kia thứ chắc phải 50 nữa mới được ha. 50. Là nếu mà một cái nhà đẹp, hoàn thiện mà lót gạch này kia đã hết là phải 170 triệu mới làm được. Nhưng mà số tiền đó thì Sang không có đủ á, nên nói với chú thì gói cho Sang thôi. Thì Sang cũng gom được 100 triệu thôi, còn 15 triệu thì cũng không có, thiếu. Nên cũng mượn đây cũng đủ rồi. Bữa hổm là con đưa cho chú là 50 đúng không? 50, còn đây là 65, là con gửi chú là 115 ha? 115. 115. Vậy là xong, chú đến kiểm tra lại ha? Rồi. Chú cứ kiểm tra đi để một hồi lại ấy. Thì với cái khả năng của Sang thì Sang chỉ làm được cho em nó tới đây thôi nha mọi người. Chứ không phải là dư giả gì quá. Nên xem xong video này mọi người cũng hết sức thông cảm cho Sang. Khả năng của Sang thì Sang chỉ làm được như vậy thôi. Sang ghé nhà Tuấn á, thì cũng đã trao quà cho em xong rồi, thanh toán hết tiền. Bây giờ thì Sang sẽ khởi hành đi về nha mọi người. Tuấn nó nói là định nướng một con gà để đãi cho Sang, nhưng mà thôi. Tại vì chiều nay Sang cũng có việc đi lên trên Huân để quay video ở trên đó, nên thôi tranh thủ về luôn, kết thúc clip tại đây. Đôi khi có những niềm vui, có những ước mơ không phải dành cho mình nhưng mà dành cho người khác, mà nhìn người khác hạnh phúc mình cũng thấy vui theo ha mọi người. Qua cái video này thì Sang cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người ở đây trong suốt thời gian qua đã luôn quan tâm đến Sang, ủng hộ Sang và xem video, xem quảng cáo giúp đỡ Sang để Sang có tiền, có thêm thu nhập để mà ngày hôm nay Sang trao lại những cái yêu thương đó dành cho mấy đứa ha. Thôi thì video này cũng dài rồi nên Sang sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều. Còn bây giờ thì Sang chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye.